để coi được không, mai đã trần được hợp lý. Bây giờ là mai làm sao mà tăng ký nó thành già làng không biết. Mai cậy cho mai, mai cậy trần luôn. Giấu nha. Vui á. Tự mình tráng đi. Dũng mày đi ra. Cái này như kiểu Alibaba. Hello, chào ngài đọc. Cái này đẹp rồi. Cái này đẹp rồi. Dạ. Cái này em ở nhà hay xuống bên. Sao nó đỏ chưa giờ? Dạ, không biết nó hồng chưa lên không. Không, không, không biết. Đi luôn rồi hả? Không đi. Xong chưa? Ta hỏi ra là tao đuổi khỏi nhà nha. Có đi không? Đó ơi, giỡn hơn luôn. Thầy 300, mỗi bữa 300. Dạ. Không ở không. Ở bẩn vậy, ở cái bà đó có cái phòng đó. Có người ở thì qua đợi đợi đi. Anh ơi, anh đi giúp em làm 10 giờ tối mai. Dạ. Để kiếm giúp em làm cơm. Lo có người nè. Tổng giải cũng mấy lạnh rồi, gần vàng vậy. Vậy là mai trả đồ khỏi lấy lại tiền luôn. Đâu, về trả tiền nhỉ, cái chân. Cái chân bao nhiêu? Hai bao bao nhiêu? Tính từ xa ha. Chỉ tiền người lấy đây là 700 đến 1.7 triệu. Chứng minh. Mấy trăm nè. Bây giờ tao bỏ mày bây giờ có nhiêu? Bây giờ tôi có 700. 700 vô triệu nha. Tôi có bao nhiêu? Hơn con kỹ với tao bằng 500 rồi. Còn 1 triệu rồi đây, coi như tiền mấy chân mai trả đồ đấy là 1 triệu cho con. Ngày ở 16 ạ. Mai 17. Bây giờ đêm á. Rồi, cái tên, địa chỉ, điện thoại. Ghi cho em đi, ghi cho em là cộng 1 triệu. Rồi. Chứng minh nhân dân. Đó. Số chứng minh nhân dân. Số mình luôn. Đó, cái số gì? Cái này là biết rồi. Đâu còn cái số gì? Ủa rồi lộn chứng minh đâu. Nghe tên đây nè. Ủa gì tên đâu vậy? Bận luôn hả? Bận về luôn hả? Bận về thì không ngồi đâu, công an nó hỏi. Bây giờ là khỏi phạt. Nó hỏi là lần đó khỏi phạt. Phòng nào? Cái thằng địa chỉ á, đó là địa chỉ cách viết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.